Chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong chủ đề của video lần này, Quốc Anh sẽ chia sẻ về chủ đề đó chính là thiền kinh Dalini. Cách chúng ta thở như thế nào để có thể bắt đầu bước vào thiền định kinh Dalini. Đầu tiên Quốc Anh sẽ chia sẻ với tất cả các bạn về thiền kinh Dalini để cho các bạn có những cái thông tin căn bản hiểu rõ hơn về những lợi ích của thiền kinh Dalini mang lại. Cho dù chúng ta có nhận ra hay không, hầu hết chúng ta đều làm rất nhiều việc mà không thực sự suy nghĩ và thường phản ứng với môi trường của chúng ta thay vì lắng nghe về những suy nghĩ và hành vi của chúng ta ví dụ chúng ta có thể lái xe đi làm rửa chén hoặc ăn một bữa ăn mà không thực sự nhận thức được những gì đang xảy ra trên đường hoặc những gì chúng ta ăn vào có thật sự tốt cho cơ thể chúng ta hay không tuy nhiên nếu bạn muốn sống cuộc sống của mình với nhận thức và ý định lớn hơn một cách để bước vào trạng thái chú ý cao độ này là thực hành thiền định. Một hình thức thiền định cụ thể có thể đặc biệt hữu ích đó là Kundalini, tập trung vào năng lượng nguyên thủy. Thiền Kundalini là một cách truyền năng lượng và giải phóng bản thân khỏi căng thẳng. Bạn sẽ cảm nhận sự thay đổi toàn diện tiến tới sự tăng trưởng trí tuệ, tiến hóa tâm linh sâu sắc. Trong tiếng Phạn, kinh có nghĩa là con rắn cuộn và mỗi người đều mang năng lượng thức tỉnh kinh ở đáy cột sống. Thiền kinh là một phần của yoga kinh Nó có nghĩa là di chuyển năng lượng qua cơ thể. Nó dựa trên khái niệm rằng năng lượng ở đáy cột sống còn được gọi là luôn xa gốc cần được giải phóng thông qua bảy luân xa của cơ thể và sau đó ra ngoài qua luân xa đỉnh đầu quá trình giải phóng năng lượng này khỏi cơ thể có mục đích tạo ra một hệ thống giao tiếp giữa tâm trí và cơ thể của bạn để giải tỏa các vấn đề về tinh thần thể chất và tâm hồn hệ thống này mang lại nhận thức cho cơ thể của bạn bằng cách kết nối với hơi thở của bạn nhằm tạo điều kiện cho sự hiện diện thiết lập một nhịp điệu mới và giao tiếp với một phiên bản cao hơn của chính bạn. Thiền kinh không phải là tín ngưỡng hay tôn giáo. Thay vào đó, nó là một hệ thống để khơi dậy năng lượng bên trong bản thân và phát triển nhận thức về cơ thể và tâm trí. Việc thực hành sẽ giúp mọi người xóa tan sự lộn xộn của thế giới và tiếp cận với bản thân bên trong. Cũng giống như chúng ta tắm mỗi ngày để làm sạch cơ thể. Thiền Kinh Dalini như một cách để làm sạch tâm trí. Đó là một phương pháp để trẻ hóa sau một ngày căng thẳng, kiểm soát căng thẳng bên trong. Nó cũng nhằm mục đích giúp cân bằng năng lượng và làm dịu tâm trí của bạn để bạn hành động có mục đích thay vì chỉ phản ứng với suy nghĩ và môi trường của bạn. Và sau đây Quốc Anh sẽ chia sẻ với tất cả các bạn về những lợi ích khi chúng ta thực hành thiền định Kundalini. Những lợi ích của việc học cách thực hành thiền Kundalini mang lại giúp chúng ta có nhiều nhận thức và ý định hơn cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Cụ thể, những điều này có thể được nhìn thấy theo nhiều cách khác nhau, bao gồm giúp tập trung và ngăn chặn những suy nghĩ ngẫu nhiên làm bạn mất cân bằng phá vỡ thói quen hàng ngày tự động của bạn và đưa bạn vào trạng thái chánh niệm mang lại sự cân bằng cho tâm trí cơ thể và tâm hồn xây dựng năng lượng sáng tạo của bạn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống của bạn tạo nhận thức về cơ thể tăng cường mô hình não bộ và cân bằng cảm xúc giúp giảm lo lắng giúp giải tỏa căng thẳng và tìm cảm giác bình yên cải thiện chức năng nhận thức cải thiện giấc ngủ và các vấn đề liên quan đến giấc ngủ dạy cách chúng ta thở đúng và mở rộng dung tích phổi sau đây là các bước bạn nên làm theo để bắt đầu một thực hành thiền kinh rất cơ bản. Và hãy nhớ rằng tốt hơn là chúng ta nên bắt đầu từ từ và lựa chọn một cam kết mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể thực hiện hàng ngày. Tránh cố gắng làm quá nhiều quá nhanh, điều này có thể cảm thấy quá sức và làm hỏng nỗ lực của bạn. Bạn thậm chí có thể chỉ dành 5 phút mỗi ngày thiền kinh nó sẽ giúp nhiều cho cuộc sống của bạn. Điều đầu tiên là chúng ta cần làm là chọn một địa điểm. Thiền kinh Dalini có thể được thực hiện ở bất cứ đâu. Tốt nhất là tìm một không gian yên tĩnh, không bị quấy rầy và có nhiệt độ thoải mái, không quá nóng cũng không quá mát. Đây phải là một nơi mà bạn cảm thấy bình yên và là nơi bạn không có khả năng bị làm phiền bạn có thể giữ một chai nước bên cạnh của bạn thứ hai là chọn trang phục để mặc mặc bất cứ điều gì bạn cảm thấy đúng với bạn quần áo của bạn nên sạch sẽ tươi mát và có màu sắc lý tưởng để tăng cảm giác nhẹ nhàng điều thứ ba là chọn thời điểm thực hành bạn có thể thực hành đầu tiên vào buổi sáng để đặt ra ý định cho một ngày mới của bạn hoặc để tận dụng thời gian mà bạn ít có khả năng bị quấy rầy nhất hoặc bạn có thể luyện tập trước khi đi ngủ vào ban đêm như một cách thư giãn của bạn bất cứ lúc nào cũng có tác dụng nhưng hãy cố gắng tránh thiền sau một bữa ăn lớn vì cơ thể của bạn đang tiêu hóa thức ăn Điều thứ tư. Ngồi trên sàn, bắt chéo chân hoặc ngồi trên ghế với trọng lượng dồn lên chân. Quan trọng nhất là chọn một tư thế thoải mái với bạn, nơi bạn có thể ngồi thẳng với cột sống thẳng, nhắm mắt nhẹ nhàng để chúng đóng khoảng 90%. Bạn có thể chọn ngồi trên một chiếc chăn len hoặc là đặt một chiếc gối bên dưới cho thoải mái. Điều thứ năm là chọn thời lượng thực hành. Điều này có thể là bất cứ nơi nào từ 3 phút đến 2 tiếng rưỡi. Và bạn có thể lựa chọn một cái thời gian thiền phổ biến như là 11 phút, 15 phút, à, 22 phút, 31 phút, vân vân. Bất cứ điều gì phù hợp với lịch trình và mục tiêu của bạn và điều thứ sáu là bạn có thể chọn một câu thần chú trong khi bạn thở bạn sẽ tụng một câu thần chú để giúp bạn tập trung một ví dụ điển hình cho người mới bắt đầu là câu thần chú sát nam có nghĩa là sự thật là bản sắc của tôi khi bạn tụng sát thì bạn hít vào và bạn tụng nam khi bạn thở ra. Bạn có thể thì thầm trong đầu của bạn. Bạn cũng có thể chọn một cụm từ hoặc âm thanh để lặp lại bất cứ câu thần chú nào tác động tích cực đến bạn. Mục đích của việc tụng câu thần chú là để hướng năng lượng của bạn tích cực lắng nghe chính mình. Nếu bạn tụng thành tiếng hoặc hình dung câu thần chú được viết ra nếu bạn đang nói nó trong đầu, bạn cũng có thể lặp lại câu thần chú của mình vào những thời điểm khác trong ngày nếu cảm thấy căng thẳng. Điều thứ bảy, bắt đầu tập trung vào hơi thở của bạn. Đầu tiên thì Quốc Anh muốn chia sẻ với các bạn là làm thế nào mà hơi thở của bạn trở nên mạnh liệt và đánh thức kinh Dalini. Hơi thở kết nối linh hồn với cơ thể hơi thở tạo thành cầu nối giữa cả hai đó là lý do tại sao với sự chấm dứt của sự sống hơi thở chấm dứt cuộc sống vẫn tiếp diễn ngay cả khi não bị tổn thương người ta có thể sống sót ngay cả khi mắt hoặc các chi khác của cơ thể bị cắt cục nhưng nếu hơi thở dừng lại cuộc sống sẽ chấm dứt ngay lập tức Hơi thở thực sự kết hợp cơ thể với linh hồn. Đó là ở ngã ba của linh hồn và thể xác, tại điểm gặp gỡ nơi năng lượng được gọi là đa-li-ni cư trú. Vì vậy, năng lượng này có hai dạng. Khi năng lượng chảy về phía cơ thể, nó trở thành tình dục. Và khi nó chảy về phía linh hồn, nó trở thành đa-li-ni. Năng lượng này giảm dần trong khi di chuyển đến cơ thể và nó tăng dần trong khi di chuyển đến linh hồn. Vì vậy, trong khi kinh Dalini năng lượng tăng dần thì tình dục là một thứ giảm dần. Hít thở sâu có ảnh hưởng sâu sắc đến kinh Dalini. Có thể thực hiện được rất nhiều việc với sự giúp đỡ của hơi thở tác động vào kinh Dalini. Khi kinh nghiệm của bạn sâu sắc hơn, bạn sẽ thấy rõ điều thường xảy ra là với việc hít thở sâu, người ta bị kích thích tình dục, trải nghiệm tình dục được khơi dậy qua hơi thở sâu. Vì vậy, như một thói quen của cơ thể, cơ thể bắt đầu di chuyển theo hướng tình dục quen thuộc bất cứ khi nào bạn thở sâu. Đó là lý do tại sao cả nam và nữ có cảm giác rằng hít thở sâu kích thích trung tâm tình dục của họ. Khi bạn thực hành đều đặn thiền kinh Dalini, bạn sẽ cảm giác hơi thở của bạn bắt đầu có sự thay đổi. Bạn cảm thấy có sự tích cực, giảm lo lắng và căng thẳng, tăng cường hệ thống miễn dịch. Nó rất đơn giản nhưng có thể rất khó khăn. Thực hành hơi thở này thường xuyên sẽ làm dịu đi nỗi sợ hãi và lo lắng của bạn và mở ra cho bạn trải nghiệm bản chất tâm linh của bạn. Nó cũng là một cách thiền tuyệt vời để lựa chọn nếu bạn muốn tăng dung tích của phổi. Hít vào từ từ và đều đặn 20 giây. Nín thở trong 20 giây và sau đó thở ra trong 20 giây. Điều này có thể là mất vài ngày để bạn làm quen với nó hoặc là vài tuần hoặc là vài tháng hãy bắt đầu với tốc độ chậm nhất để bạn có thể dễ quản lý tại thời điểm hiện tại nhưng giữ cho mỗi phương đoạn có độ dài bằng nhau bạn có thể bắt đầu với việc hít thở lúc vào lúc ra và dừng lại là ở thời gian là 8 giây để làm quen dần với điều đó đối với một số bạn lúc đầu có thể hơi khó khăn nó có thể gây ra cảm xúc bị đè nén và cảm giác không thoải mái, chẳng hạn như là lo lắng hoặc sợ hãi. Hãy thực hành trong bất kỳ khoảng thời gian nào bạn có thể, phát triển khả năng quan sát nhưng không phản ứng bất kỳ cảm xúc nào được trải nghiệm. Có thể những tạp niệm sẽ kéo đến, nhưng khi bạn tiếp tục tập trung vào hơi thở và quan sát, chứng kiến chứ không phân tích, bám vào những cảm xúc dần dần những tạp niệm sẽ tiêu tan. Hạnh phúc, tỷ lệ thuận với nhịp thở của bạn và độ dài của hơi thở. Bởi vì càng nhiều oxy, bạn sẽ có nhiều nội lực, năng lượng và sức mạnh. Khi chúng ta thở chậm xuống 8 nhịp mỗi phút, chúng ta sẽ thư giãn và giảm căng thẳng. Hệ thống thần kinh đối giao cảm được kích hoạt và quá trình chữa lành được bắt đầu. Chúng ta cảm nhận hơi thở di chuyển. Khi bạn đang tập thở và tụng thần chú, hãy tập trung vào cách hơi thở của bạn di chuyển trong cơ thể và giúp bạn thư giãn. Bất cứ khi nào tâm trí của bạn bắt đầu đi lang thang, hãy có ý thức đưa sự tập trung của bạn trở lại hơi thở và câu thần chú của bạn. Tiếp tục chu trình thở này trong suốt thời gian thiền định. Bạn có thể đặt hẹn giờ để bạn biết khi nào nên dừng lại. Hoàn thành thiền định bằng cách hít thở thật sâu, đẩy hai lòng bàn tay vào nhau hoặc dơ hai tay lên không trung, sau đó thư giãn và thở ra. Dần dần tăng thời gian mà bạn thiền định. Khi bạn luyện tập, tập trung vào việc để những suy nghĩ đến và đi và theo dõi cảm giác năng lượng di chuyển dọc theo cột sống của bạn và cảm giác hưng phấn trong cơ thể nếu bạn muốn thực hành thiền định kinh Đa-đi-ni, hãy nhớ rằng hãy bắt đầu từng những bước nhỏ dần dần để bạn quen với cách thiền định kinh Đa-đi-ni. lúc đầu thậm chí có thể bạn chỉ mất vài phút để thiền và cũng có cảm giác rằng đó là một cuộc đấu tranh bởi vì lúc đó sẽ có rất nhiều tạp niệm kéo đến nhưng các bạn đừng bỏ cuộc. Hãy làm dịu tâm trí của bạn bằng cách thực hành đều đặn mỗi ngày. Và dù mỗi ngày bạn có thể thực hành với một thời gian ngắn, nhưng nó sẽ tác động rất là tích cực. Đối với việc bạn tập trung vào hành thiền kinh Nadini. Cần thời gian để việc gọi bản thân vào trạng thái thiền định sẽ trở nên dễ dàng hơn một khi bạn có khả năng đó đó là mục tiêu để trạng thái nhận thức mới chuyển sang các lĩnh vực khác trong cuộc sống của bạn thay vì chỉ đơn giản là phản ứng với những gì xảy ra với bạn thực hành này có thể giúp bạn quản lý suy nghĩ cảm xúc và hành vi của mình với ý định và quan điểm cao các bạn hãy chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn qua email saohilin 777 a gmail.com Quốc Anh sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của Quốc Anh với tất cả các bạn. Quốc Anh hy vọng rằng qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh đã đem đến những thông tin hữu ích và những nguồn năng lượng tích cực đến với tất cả chúng ta. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách chúng ta cùng nhau cộng hưởng tích cực để làm cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể like fanpage trên Facebook Screen Flame 1177 linh hồn song sinh mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Ở đó Quốc Anh có thể tương tác trực tiếp với tất cả các bạn qua phần tin nhắn. Sau khi lắng nghe video, các bạn có thể đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video tiếp theo. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.